Đây là chương trình livestream buổi tối ngày 18 tháng 3 năm 2024. Và đúng như những gì Vlog Minh Hải đã chia sẻ với các bạn ở phần nói chuyện buổi chiều ngày hôm nay, sau khi mình đến Jakarta, Indonesia, đúng là Công Phượng đã không thể nào kịp bình phục cho trận đấu với Indonesia trong cả hai lượt trận. Và các bạn còn nhớ không, mình có nói đến Đỗ Duy Mạnh. Đỗ Duy Mạnh đã từng tham gia vật lý trị liệu trước khi lên đội tuyển quốc gia. Bạn đấy tập vật lý trị liệu cùng với mình luôn, cho nên là mình biết được là bạn ấy đang gặp khá nhiều vấn đề. Và chiều ngày hôm nay thì trước khi vào cái phần gọi là công bố của huấn luyện viên Philippe Chu-xie thì các cầu thủ cũng đã biết trước được rồi. Một số người đã thông báo cho gia đình của mình, và cuối cùng thì mình cũng đã chốt lại tất cả những cái thông tin này. Cuối cùng có 5 cầu thủ đã bị loại, đó là Nguyễn Công Phượng và Đỗ Duy Mạnh. 3 cầu thủ còn lại là Trương Tiến Anh, Giáp Tuấn Dương và trường hợp của Nguyễn Hải Long. Đáng tiếc nhất thì sẽ vẫn là hai người, đó là Nguyễn Công Phượng và Đỗ Duy Mạnh. Nguyễn Công Phượng thì bạn ấy đã bị chấn thương vào đầu tháng 3 này trong trận đấu tập của câu lạc bộ Yokohama. Sau đó bạn ấy nghỉ 2 ngày. 2 ngày nghỉ sau đó thì bạn ấy quay lại vật lý trị liệu. Và khi bạn ấy về đội tuyển Việt Nam thì bạn ấy cái thể trạng vẫn chưa tốt. Và sau đó thì bạn ấy đã bị tái phát chấn thương. Sau khi tái phát chấn thương rồi thì không còn khả năng để bình phục lại cho cả cái trận đấu lượt về. Như vậy là Công Phượng đã được huấn luyện viên Philippe Chu-xie sang tận Nhật Bản để mời, để nói chuyện, để tạo động lực. Nhưng cuối cùng thì khi về Việt Nam, Công Phượng đã không thể nào có được một cái nền tảng thể lực đủ tốt. Trong khi đó, trường hợp của Đỗ Duy Mạnh thì đây là một trường hợp mà đã được báo trước rồi. Nếu các bạn xem mình đủ lâu thì kể từ trước khi đội tuyển quốc gia của chúng ta có danh sách tập trung, mình cũng nói về trường hợp của Đỗ Duy Mạnh. Đỗ Duy Mạnh cũng không hề dễ dàng để mà có thể trở lại được. Và đúng, lần này chúng ta lại mất thêm hai chiến tướng nữa. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Philippe Chu-xie cũng sẽ chia tay thêm 3 cầu thủ nữa. 3 cầu thủ này thì có lẽ là nhiều người cũng cảm thấy hơi bất ngờ với trường hợp của Hải Long. Trường hợp của Giáp Tuấn Dương cũng là một trường hợp mà khiến chúng ta bất ngờ, bởi vì ông đã sử dụng Giáp Tuấn Dương khá là nhiều. Trong khi đó thì trường hợp của Trương Tiến Anh, đây là một bất ngờ, bởi vì là rất nhiều người cho rằng là huấn luyện viên Philippe Chu-xie tín nhiệm đối với trường hợp Trương Tiến Anh. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ đến với các bạn bằng cái danh sách đầy đủ 28 người. 28 người này sẽ là 28 người ngày mai sẽ lên đường đi Indonesia. Ngày mai thì toàn đội sẽ có mặt ở trên sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó là chúng ta sẽ bay trong vòng khoảng tầm 4 tiếng đến Jakarta, Indonesia vào lúc khoảng tầm 13 giờ. Bây giờ thì mời các bạn đến với danh sách. Danh sách này thì không có gì đặc biệt lắm, vẫn với thủ môn là Nguyễn Philippe, có Nguyễn Đình Triệu và thủ môn Nguyễn Văn Việt. Các hậu vệ gồm có Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, có Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Bảo và Võ Minh Trọng. Các tiền vệ gồm có Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thái Sơn và Trần Ngọc Sơn. Trường hợp của Trần Ngọc Sơn là một trường hợp mình cảm thấy bất ngờ, bởi vì là các bạn biết là bạn ấy cũng là một tân binh, một cầu thủ rất là mới, một cầu thủ rất là trẻ. Trường hợp của Phạm Văn Luân cũng là một trường hợp để lại chúng ta nhiều bất ngờ. Nhiều người hỏi mình về trường hợp của Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang thì bị treo giò trong trận lượt đi, nhưng mà bạn ấy vẫn có thể đá trận lượt về, chứ là huấn luyện viên Philippe Chu-xie vẫn sử dụng. Chúng ta sẽ có 5 tiền đạo gồm có Nguyễn Văn Toàn, Tiến Linh, Nguyễn Mạnh Dũng, đó, có Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Đình Bắc. Xin lỗi các bạn, là Nhâm Mạnh Dũng. Ở đây thì mình chia sẻ với các bạn là có rất nhiều những cái tên mà có lẽ là sẽ để lại cho các bạn rất nhiều những cái sự kỳ vọng, nhưng mà huấn luyện viên Philippe Chu-xie có thể sử dụng các bạn đấy ở một vị trí khác. Ví dụ như là trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng thì thay vì là một vị trí tiền đạo cắm, bạn ấy sẽ được quy hoạch ở vị trí tiền đạo lệch phải. Hay là trường hợp, tức là ở đây là có Nhâm Mạnh Dũng và Văn Toàn là lệch phải. Đấy, còn trường hợp mà của Đình Bắc là sẽ đá tiền đạo lệch trái. Xin lỗi các bạn, là tiền đạo lệch phải. Không biết là mình có phải mình vừa nói là trung vệ lệch phải hay không. Đó, và đây là cái danh sách tất cả những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Có lẽ là sẽ còn nhiều bất ngờ cho các bạn, để các bạn có thể biết được huấn luyện viên Philippe Chu-xie thực sự đang nghĩ gì. Và mình thì thật sự bây giờ mình đang cảm thấy khá là lo lắng. Không phải bởi vì là Công Phượng không đá, mà mình nghĩ là cái tinh thần của đội chúng ta. Mình sợ cái tinh thần thôi. Đấy, và thôi bây giờ thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình đã đến Indonesia. Mình đến Indonesia thì các bạn cũng biết là bắt tay vào công việc ngay lập tức.
Và chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã đi xem buổi tập của đội Indonesia. Buổi tập Indonesia cũng có rất là nhiều những cái đặc biệt. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta hãy đến với những cái cảm xúc mà chúng mình có được ở Indonesia. Xin chào tất cả mọi người, đây là Vlog Minh Hải và chúng tôi đang có mặt tại sân vận động Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Các bạn nhìn thấy ở phía xa kia chính là một cái đại lộ, nó chạy vòng quanh của sân Bung Karno. Bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi tập của đội tuyển Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong và học trò để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Một trận đấu mà Indonesia muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Và ông Shin Tae-yong cũng đã nói rằng mục tiêu của họ là không chỉ thắng Việt Nam mà phải thắng đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào và khám phá khuôn viên ở đây xem nó đẹp như nào nha các bạn nhé. Đây chính là cái con đường đưa chúng ta vào sân tập của đội tuyển Indonesia. Ở phía bên này các bạn có thể nhìn thấy khuôn viên rất là rộng. Đây hoàn toàn nằm trong khu liên hợp thể thao Bung Karno. Ngày xưa nó còn có cái tên là Senayan. Đây các bạn nhìn nhé, mình sẽ view cho các bạn ở cái mức xa nhất có thể. Đây, các bạn nhìn thấy cái phía ánh đèn đỏ đấy. Phía ánh đèn đỏ đấy chính là cái trang trí của sân Bung Karno đấy, sân to đấy. Mình sẽ đưa các bạn đến với sân tập. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng. Và xin thưa với mọi người là nó rất sạch sẽ. Theo thông tin mà mình biết được thì khu liên hợp thể thao Bung Karno này mỗi một năm là chi phí duy trì bảo dưỡng là rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tức là nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 250 tỷ của Việt Nam. Đây các bạn thấy có cả sân baseball này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, khu liên hợp này rất là sạch sẽ. Đấy. Ở đây thì mọi người có thể vào để tập luyện. Có người thì chạy bộ, người thì đạp xe đạp. Ở đây là toàn bộ khu vực này là khu vực bãi đỗ xe. Với những trận đấu không chỉ của bóng đá mà các môn thể thao khác thì người ta cũng có thể để xe ở đây. Hoặc là người dân có thể là đánh xe vào đây để gửi, sau đó là tập luyện thể thao. Đây các bạn có thể nhìn thấy khu vực rất là đẹp, không có một tí bụi bẩn nào. Mình không có ý so sánh đâu, nhưng mà nếu mà các bạn so sánh thì cũng không sao cả. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó đẹp đến mức như thế này cơ mà. Đó. Sạch sẽ, thoáng mát. Đây các bạn nhìn thấy con đường Minh Hải đi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bóng của mình như này. Và các bạn cũng có thể thấy là nó sạch như thế nào. Rất sạch sẽ. Hoa thì quá trời hoa luôn. Đó. Ok, lâu lâu rồi làm cái vlog đưa các bạn đi cùng với mình để khám phá ở đây. Thật sự là có quá nhiều những cái điều mình nghĩ là nó cũng chả phải là cái gì đấy quá xa lạ, nhưng mà nó rất là hiếm ở Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào sân nhá. Đấy các bạn nhìn thấy đây, sân đây. Sân tập đây. Khu này rất nhiều sân tập. Sân trong nhà, sân ngoài trời, sân bóng đá, sân bóng rổ, tất cả các thể loại. Đấy. Nào bây giờ chúng ta vào nào. Bây giờ vào sân nhá. Đây là cái sân tập của họ thôi. Các bạn nhìn thấy cái sân tập này. Nó cũng tuyệt vời đến mức như thế này cơ mà. Đó, đây những người dân có thể vào đây tập luyện này các bạn. Rất yên bình và khỏe mạnh. Cơ sở hạ tầng ở đây thì nó khỏi phải bàn. Nó quá là đẹp luôn. Mình không thích so sánh. Nhưng mà có lẽ là chúng ta nhìn những cái cung đường như thế này thì trong đầu của chúng ta ắt hẳn là sẽ nảy sinh một giấc mơ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy người dân đi tập đây. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Giờ vào sân nào, đi tìm đường để vào sân nào. Indonesia họ đang tập luyện rồi. Đây, đi sang bên này. Ok. Giờ xem nó đi vào kiểu gì đây. Đây, sân này các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Cơ sở vật chất của Indonesia bây giờ nó đang ở cái mức mình nghĩ là nó phải là hàng đầu của Đông Nam Á rồi. Sau rất nhiều lần thì mình bây giờ mình đã tìm được đường vào đây.
Đây là đường vào buổi tập chính thức của đội Indonesia. Mình xin phép các bạn là chúng ta sẽ vào đây chút xíu. Đây. Rất nhiều những hệ thống. Tuyệt vời. Yeah, Indonesia. So what is it? This? What is it? iPad. iPad and it connect with this? Yes. Yeah. Mình đang hỏi là đây là cái gì? Anh bảo là đây là con iPad nhưng mà đây là thiết bị GPS. So for how long have you used it for training? Mình hỏi là đã sử dụng trong vòng bao lâu rồi? How long? How long? For how long? How many years? Bao nhiêu năm? Have you applied this? A year. Okay. Three years. Tức là 3 năm các bạn ạ. Mình hỏi là họ đã áp dụng cái công nghệ này trong vòng bao lâu? Là họ đã sử dụng cái này được 3 năm rồi đấy các bạn này. Đấy, 3 năm áp dụng khoa học công nghệ. Đấy. Trước buổi tập thì rất là nhiều các nhân viên đang chuẩn bị pha nước này. Yeah, Indonesia. Yeah, đây là những anh chàng người Hàn Quốc. Đó. Đây là những quả bóng mới đây. Quả bóng Spec sẽ được áp dụng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam này. Sân tập của họ khá là đẹp. Sân của họ khá là đẹp đấy các bạn. Đây là lúc mà các cầu thủ Indonesia đến này. Ok. Yeah, các bạn nhìn thấy các phóng viên của Indonesia rất là đông này. Họ đến đây để họ nhặt từng cái GPS một này của hai người đấy cầm cái đeo này. Đấy. Ok. Anh này bé ngang với mình thôi. Đấy. Hôm nay mình thấy các phóng viên của Indonesia chào huấn luyện viên bằng tiếng Hàn Quốc các bạn ạ. Yeah. Anh chàng này, clock này sẽ nhớ Văn Hậu lắm đây này. Justin đẹp trai quá. Ok. Đấy, phóng viên Indo đông phết đấy chứ. Nhưng mà so với Việt Nam mà tác nghiệp một trận như này thì chắc chỉ bằng 1/10 thôi. Như vậy là anh ấy vừa cho mình là 25 minutes. Tức là 25 phút. Ok. Nào, bây giờ xem người ta điều binh khiển tướng thế nào nào. Ok. Đấy, phóng viên đến muộn đông phết đấy chứ. Hôm nay cho các bạn đi xem Indonesia họ chờ đợi trận đấu này như nào nhá. Úi giời ơi. Đấy, ngày hội đấy. Tuyệt vời. Yeah. Đấy, đông không? Các bạn thấy đông không? Nào, ra đây xem nào. Xem anh Clock, anh còn nhớ Văn Hậu không nào? Đâu. Hơi là to cao đấy. Turner, Hoopner các thứ này. Đây. Đấy, làm tí. Nhìn to cao phết, ngon. Ở đây người ta toàn tác nghiệp bằng những cái thiết bị khá là nhỏ gọn. Đa số là thiết bị di động. Cái đài truyền hình thì không thấy mấy. Các bạn nhận ra những ai thì các bạn comment nhé. Các bạn nhận ra ai thì các bạn comment nhé. Đây toàn là những gương mặt mà chúng ta cũng không có gì lạ lẫm lắm này.
Ferdinand nha. Ferdinand là cầu thủ chơi rất hay này. Ok. Đây. Mr. Shin này. Đây là huấn luyện viên Cynthia Yang các bạn ạ. Bộ phận media của Indonesia. Các bạn có nhận thấy là Indonesia họ ít nói chuyện với nhau không? Các bạn xem giờ các cầu thủ Indonesia nói chuyện nhau bằng kiểu gì nhé. Các bạn sẽ thấy là sẽ rất ít người họ nói chuyện với nhau. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là họ ít đùa, ít cười, ít nói chuyện với nhau, có thể là do bất đồng ngôn ngữ. Và bên lề cái buổi tập ngày hôm nay thì mình rất là muốn đi tập, đi gặp bác sĩ Choi. Bác sĩ Choi đã từng là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và bây giờ thì đang làm trợ lý của huấn luyện viên Cindy Young. Nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ Choi đã không có mặt. Mình hỏi một người trong đội thì có nói là bác sĩ Choi báo là bác sĩ Choi có việc riêng, chứ là bác sĩ Choi về Indonesia. Nhưng mà về có việc gì thì mọi người chỉ nói là việc riêng. Mình nghĩ rằng là có thể huấn luyện viên Cynthia Young đã không thuyết phục được bác sĩ Choi. Bác sĩ Choi muốn tránh mặt. Bác sĩ Choi không muốn gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Và đấy chính là cái câu chuyện rất là cảm động mà mình nghe được trong bên lề cái buổi tập ngày hôm nay. Xin thưa với các bạn, thật là đối với mình, huấn luyện viên Cynthia Young hay là các cầu thủ Indonesia nó không có sức hấp dẫn quá lớn đâu. Mà có một người mà mình cảm thấy rất là muốn được gặp, được nói chuyện, đó là bác sĩ Choi. Bởi vì khi ở Việt Nam thì mình cũng đã từng đi ăn tối, cũng đã từng đi hát karaoke với bác sĩ Choi rồi. Thế là hai thầy trò cũng khá là thân nhau. Sang bên này mình cũng rất là muốn gặp, nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ Choi lại báo nhà có việc riêng. Bác sĩ Choi đã không có mặt. Đó. Và như mình cũng đã nói với các bạn có thể phát hiện ra một điều là đội tuyển Indonesia họ không nói chuyện với nhau nhiều. Đơn giản bởi vì họ bất đồng ngôn ngữ. Có những người đến từ Italia, có những người đến từ Hà Lan, có những người đến từ Indonesia. Họ không có chung một cái hệ ngôn ngữ, nên là cũng khá là khó nói chuyện với nhau. Đó. Ngoài ra thì một lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh. Đây, mình có thể tua đi một tí cho các bạn. Đây, huấn luyện viên Cynthia Young bắt đầu úy nạo anh em. Đây là hình ảnh mà mình muốn chia sẻ với các bạn nhất. Đó là hình ảnh mà các phóng viên Indonesia đã vây quanh huấn luyện viên Cynthia Young. Như mình đã từng nói với các bạn là Indonesia bây giờ thì thật sự luôn là cái hào khí bóng đá đang lên rất cao. Và đây chính là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Cứ muốn biết được là bóng đá được yêu mến bằng cỡ nào thì chúng ta cứ nhìn số lượng giới truyền thông. Và ngày hôm nay thì số lượng giới truyền thông quay quanh huấn luyện viên Cynthia Young rất đông. Bình thường thì mọi người cứ tản mát ra. Nhưng mà khi mà huấn luyện viên Cynthia Young bắt đầu tiến đến thì ngay lập tức là các phóng viên quay đến ngay. Và lúc đấy thì mình hiểu được rằng Indonesia họ đang rất quan tâm đến bóng đá và đấy hoàn toàn là một bất lợi của chúng ta. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong phần đầu của chương trình. Chúng mình cũng đã rất là cố gắng. Ngày hôm nay cũng phải xin chia sẻ với mọi người rất là thẳng thắn là Vlog Bình Hải đã rất là cố gắng để có mặt tại Indonesia. Có mặt tại Indonesia càng sớm thì càng tốt. Vì mình bay cái chuyến sớm nhất và mình đã không đồng ý cái việc là đi bay bằng nối chuyến. Bởi vì các bạn biết là bay nối chuyến thì nó sẽ rất là vất vả. Và cái vất vả nhất là không có được thời gian để mà làm việc. Thế là khi mà mình sang bên này xong phát mình livestream phục vụ các bạn, cập nhật tất cả những cái thông tin liên quan đến Công Phượng Duy Mạnh. Sau đó là mình tắt máy phát là mình cầm điện thoại, cầm máy quay là mình ra đi tác nghiệp luôn. Ngày mai thì hy vọng rằng là mình sẽ có được cái cơ hội vào sân Bung Karno. Bởi vì ở cái cửa sổ nhà mình mà nhìn sang là chúng mình đã nhìn thấy sân Bung Karno rồi.
nhưng mà để mà vào được tận trong thì hơi khó. Ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá châu Á họ đã không cho phép chúng mình vào tác nghiệp. Ngày mai hy vọng là sẽ mọi thứ sẽ ok hơn. Đó, và bao giờ cũng thế, trong quá trình đi tác nghiệp mình bao giờ mình cũng muốn đưa các bạn đi cùng bằng những cái chương trình, bằng những cái sự chia sẻ. Mình muốn là các bạn sẽ có được một cái sự trải nghiệm giống như những cái gì Vlog Minh Hải đang được nhìn thấy. Mình đến, mình gặp ai, mình nói chuyện như thế nào, con đường nhỏ, con đường to, rồi nó sạch sẽ ra sao. Đấy, nó hoàn toàn là sự thật. Các bạn được thực mục sở thị. Đấy, đấy là điều mà mình mong muốn nhất. Bởi vì là đối với mình thì cái sự chân thành và sự chân thực nó là quan trọng nhất. Mình luôn luôn đối xử với các bạn một cách chân thành và đưa đến các bạn những hình ảnh, những cái thông tin một cách chân thực nhất. Không có vấn đề gì cả. Ok. Bạn Hoàng Quyết nói là danh sách này là danh sách cho cả hai trận lượt đi và về à Minh Hải. Về mặt cơ bản thì không phải như thế. Nhưng mà có lẽ là nếu mà những cầu thủ không đá được ở trận lượt đi thì khó mà có thể chơi được trận lượt về, nếu như không phải nó là do ý đồ về mặt chiến thuật. Chỉ có một cầu thủ duy nhất, đó là Khuất Văn Khang, không đá được trận lượt đi nhưng vẫn có thể đá được trận lượt về. Bạn Lê Hoàng nói là 5 cầu thủ tiếp theo có thể bị loại sẽ là Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang, Phạm Văn Luân, Trần Ngọc Sơn, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Tùng. Mình nghĩ là Khuất Văn Khang thì là chắc chắn, bởi vì Khuất Văn Khang sẽ không được đá ở trận đấu tới. Thì cái việc là bạn đấy bị loại nó là điều đương nhiên, chả có ai đi đăng ký một cầu thủ không được đá, đúng không ạ? Cái đấy thì là bình thường. Mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất. Đấy, và các bạn thấy không, mình không phải nói đâu, nhưng mà chiều ngày hôm nay khi mà mình có thông tin phát là mình báo với các bạn ngay, từ việc Công Phượng cho đến Duy Mạnh. À, và ở phần sau chương trình các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời các bạn nhé. Bây giờ thì mình vẫn chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng. Đây, đây là bổ thận của dược quý đường. Các bạn biết rồi là nó tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng. Đọc đến đây phát là các bạn biết ngay, đây là sản phẩm dành cho những người bị yếu sinh lý. Các bạn nhớ nhé, bổ thận dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lực. Đấy, và nó giúp chúng ta cải thiện sinh lý nam giới. Ở đây nó có hai cái, một là bạch tật lê. Bạch tật lê là giúp chúng ta tăng hàm lượng testosterone trong máu. Và đây chính là một loại hormone để hỗ trợ ham muốn của đàn ông. Tức là nếu như ham muốn của các bạn nó đang bị thấp thì nó kéo lên. Ham muốn của bạn đang cao rồi thì nó duy trì. Đấy, còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ tử là nó sẽ phối hợp với nhau, 6 dược liệu quý này nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của đàn ông nó được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, và nhớ uống 3 tháng, nhớ có duy trì nha các bạn nhé. Thì hiệu quả nó rất là bền vững, sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc hưu thăng hoa và hồi sinh phái mạnh, hạch phúc viên mãn. Ở đây nó có một hàng chữ bền vững nhờ cơ chế nội sinh. Nội là trong, sinh là sinh ra từ bên trong, cho nên nó rất bền vững, sinh ra từ bên trong cho nên rất an toàn vì nó phù hợp với cơ địa. Đấy là lý do vì sao chúng mình nói là tốt từ gốc và bổ từ trong, nó là như vậy. Các bạn nhớ đặt hàng ở đây. Đây. 024-7777-8877. Các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. Ngoài ra thì chúng mình còn chia sẻ với các bạn, đó là tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe, các bạn đọc nhé. Hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc. Đấy, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Trước khi mà cái tỏi này nó thay màu và đổi vị thì nó trải qua 2.000 giờ lên men. Đấy, bằng cái công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản. Cái quy trình sản xuất hiện đại cũng được chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản. Các bạn xem cái tác dụng của nó này. Ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch. Đấy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, tức là giúp các bạn trẻ lâu hơn. Hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. Các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Đấy, và nó có hai loại nha các bạn nhé. Một loại là bóc vỏ rồi, một loại chưa bóc vỏ. Mình vẫn hay đọc cho mẹ mình nghe là miệng nói trăm nhớ ngàn thương, không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Ngoài ra thì mình cũng khuyên các bạn là nếu mà các bạn không uống bia uống rượu được là tốt nhất. Còn nếu các bạn phải uống bia uống rượu thì các bạn nhớ mang theo cái chai nước uống giải rượu Choa này của Hàn Quốc. Nó sẽ giúp các bạn thải độc và nó giúp các bạn bớt mệt mỏi sau khi uống bia uống rượu. Còn cái Foisen này là tăng cường chức năng gan. Ở Việt Nam chúng ta thì có hai chỉ số. Một là chỉ số ung thư gan, hai là tử vong do ung thư gan cao nhất thế giới. Và cái Foisen này là công thức bảo vệ gan từ Pháp. Nó sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ bị viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Đấy, và nó giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đây là cái sản phẩm mà mình khuyên các bạn nên dùng. Số điện thoại mình để trên logo đó, 024-7777-8877. Và website là dongashop.vn. Các bạn nhớ mua để cho bản thân, mua làm quà tặng quà biếu, tuyệt vời luôn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn còn câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé, mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của các bạn. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ tiếp tục phần nội dung ngày hôm nay. Bởi vì là các bạn biết đấy, là trong bóng đá nó bao giờ cũng thế, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố mình cho là quan trọng nhất đấy chính là yếu tố liên quan đến ổn định nhân sự. Nhưng mà đội tuyển của chúng ta bây giờ thì đang không có được điều đó. Mình thì mình cảm thấy khá là buồn. Nhưng thôi, biết làm sao được, đúng không? Đấy, sân chơi này nó là như vậy. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của các bạn. Đấy, các bạn thông cảm cho mình tí nhá. Đấy, nó... cái cổng này nó đang hơi bị hỏng một tí, cho mình cắm điện cái là nó cứ bị kêu. Ok, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn, càng nhanh nhanh càng tốt, càng sớm càng hay. Bởi vì là khi sang bên này rồi, mình cũng rất là muốn tất cả những cái gì các bạn mong muốn là những cái mà mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người. Đó. Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay số lượng người xem đang hơi bị đông rồi này. Số lượng người like đang hơi ít này. Bạn Đào Mạnh Cường, đó là Minh Hải ơi, sự tránh mặt của bác sĩ Choi làm nhiều người dân cảm động. Mình cũng không dám nói là đấy là cái câu chuyện mà bác sĩ Choi cố tình, bởi vì mình không biết đấy là một lời khen hay là một lời chê. Bởi vì là với chúng ta thì đấy có thể là một lời khen vì ông rất là tình cảm. Nhưng mà nhiều người khác sẽ chê ông ấy là ông ấy thiếu chuyên nghiệp. Bởi vì là Indonesia mời ông ấy thì ông ấy phải làm. Nhưng mà mình thì mình hôm nay mình có hỏi. Hôm nay mình cũng rất là may là mình có đi hỏi bởi vì bác sĩ Choi. Thì mình gặp ngay một anh physio, tức là anh làm vật lý trị liệu. Thì anh physio đấy nói là tôi là cháu của bác sĩ Choi. Thì nói là bác sĩ Choi về nhà có việc riêng. Mình hỏi việc riêng là việc gì? Thì bạn ấy cười, bạn ấy nói là có việc riêng là việc cá nhân. Thì mình nghĩ là có thể là thầy tránh mặt. Đây hoàn toàn là cái suy nghĩ của mình thôi, chứ nó không phải như thế. Đấy, nó chưa chắc nó đã phải như vậy. Mình suy nghĩ như vậy, bởi vì mình cũng là một người rất là hiểu về bác sĩ Choi. Ô, danh sách có rồi bạn ơi. Danh sách có rồi, bạn đề co hùng, bạn kéo về phần đầu của chương trình, bạn xem hộ mình nhé. Bạn Đồng Lê Channel của nó là anh Hải, chú ý sức khỏe anh nhé. Giọng anh có chút khàn rồi. Giọng mình đúng là mấy hôm nay bị khàn thật sự. Bởi vì là ngày hôm nay lên máy bay cũng trời cũng hơi lạnh thật. Nhưng không sao đâu các bạn, các bạn yên tâm. Bạn Khánh Trương nói là Minh Hải, trận này Công Phượng không được đá, trận về mà Cúc không được đá nữa thì tiếc cho Công Phượng thật, lãng phí một tài năng, khổ cho Công Phượng. Đấy, lận lội từ Nhật Bản về mà lại phải ngồi dự bị thì thật là đáng tiếc. Theo như những cái gì mình biết thì Công Phượng khả năng rất là cao là bạn ấy sẽ không đá cả hai trận. Bạn ấy sẽ không đá cả hai trận. Bởi vì là như liên đoàn nói là đây là danh sách đội tuyển Việt Nam cho hai trận lượt đi và về với Indonesia. Bạn Kiên Nguyễn nói là anh suy nghĩ bá đạo thật. Mình luôn luôn suy nghĩ tốt cho người khác, thì là mình rất dễ cảm động. Tức là ai đó mà chỉ cần có một cái gì đấy là mình luôn luôn nghĩ là họ đang rất là tốt với mình. Đấy cũng là lý do vì sao mà mình bị lừa khá là nhiều. Nói chung là trong suốt những năm qua thì mình bị lừa rất nhiều. Mình bị lừa tiền cũng nhiều, mình bị lừa, nói chung là mình bị lợi dụng nhiều lắm. Nhưng mà chả phải vì lý do đấy mà mình không, mình chả phải lý do đấy mà mình thay đổi con người mình đâu. Bởi vì là mình cho rằng là nếu mà có người mà lừa mình thì cũng sẽ có người khác người ta lừa họ. Với cái quan trọng đối với mình ấy, là chúng ta luôn có một cuộc đời thôi, sống chân thành với nhau là ok. Bạn Nguyên Vũ Vlog Family của nó là anh có bị vợ anh lừa không? Nếu mà có một sự lừa nhất định nào đấy thì mình nghĩ là có lẽ là chúng mình đã lừa nhau. Thực ra là cũng chả phải là lừa đâu, chúng mình cũng rất là chân thành với nhau. Nhưng mà người ta cưới nhau rồi thì người ta về người ta hay nói đùa là lừa. Bạn thôi các bạn hỏi đi, các bạn đặt câu hỏi đi. Thì mình sẽ trả lời các bạn. Nói chung là những cái mà liên quan đến pháp luật này, những cái mà liên quan đến tình cảm, những cái gì mà thiêng liêng là không lừa được mình đâu. Bởi vì là những cái đấy là mình cứ thấy nguy hiểm phát là mình sẽ từ chối ngay. Ví dụ như là lừa mình dễ nhất là lừa mình tiền bạc, tức là lừa những cái về yếu tố vật chất. Đấy. Mình nói thật là bây giờ số lượng người vay tiền rồi không trả mình nhiều lắm. Mà số lượng người vay mình không trả là cầu thủ cũng rất là đông. Kênh này là để nộp bài tập cho cô Luyến. Có hỏi là Vlog Minh Hải, Việt Nam thua Indonesia ở cách nhập cuộc và quá lúng túng trước cách pressing của Indo. Thực tế Indonesia chưa nhuần nhuyễn đến mức dễ dàng đè bẹp Việt Nam. Mình cũng đồng ý như vậy. Mình cũng đồng ý với các bạn quan điểm là như vậy. Cá nhân mình đánh giá là Indonesia hiện nay họ có thể hơn chúng ta.
về nhiều thứ, nhưng mà để mà hơn chúng ta về mặt thế trận thì mình không cho rằng đấy là một sự khác biệt. Trưa ngày mai mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới và mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái chính cái vấn đề mà các bạn vừa đặt. Tức là các bạn đặt ra cái vấn đề là liệu Indonesia có hơn hẳn chúng ta hay không? Mình cho là chưa. Bạn Đức Sương có nói là em chúc anh chúc em mọi điều tốt đẹp, sức khỏe, bình an. Anh rất thích chương trình này. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay thú thật với mọi người là anh em đồng nghiệp bên VTV Cap có mua cho em một suất cơm, em vẫn để ở kia. Đấy, còn lại là ngày hôm nay buổi sáng ra làm bát phở, xong ra sân bay đau bụng, ơi là đau bụng. Ngồi ở trong toilet phải đến nửa tiếng. Sau đó thì em sang bên này em uống 2 cốc sữa. Đấy, thế thôi. Thật sự là cũng không có thời gian mà đi ăn đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Công Phượng bị loại rồi. Mình xin được chia sẻ với các bạn là Công Phượng bị loại, Duy Mạnh bị loại. Ngoài ra thì còn có Hai Long bị loại, gồm có Giáp Tấn Dương bị loại và Trương Tiến Anh. Sau khi đội tuyển của chúng ta sang Indonesia này thì chúng ta cũng sẽ gút danh sách thêm một lần nữa. Chúng ta loại thêm 5 cầu thủ nữa. Và mình nghĩ là Khuất Văn Khang sẽ là một trong 5 cái tên bị loại. Tiếp tục sẽ là câu chuyện liên quan đến bóng đá Việt Nam mà các bạn quan tâm. Nhưng mà trước hết là mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc áo President. Đây, có lẽ là mình đẩy xa xa tí cái áo President này cho các bạn xem. Đây, áo President này nó vẫn là cái áo ở nhà thôi. Nhưng mà các bạn nhìn biết ở đây là mình sử dụng một cái đèn. Chứ là nó không thể đẹp được như ở nhà. Đấy, các bạn mua một chiếc giá là 639.000. Nếu các bạn mua 3 chiếc combo thì giá chỉ còn 1.398.000. Nhưng các bạn sẽ được tặng một chiếc ví da. Chiếc ví da trị giá 1.598.000. Các bạn thấy đi đâu mình mang theo cái ví da. Nó là quà tặng đấy, nhưng mà nếu mà các bạn chứng minh nó không phải là ví da cá sấu xịn, 100% mình đền các bạn là 1 tỷ đồng luôn. Đây là chiếc áo mà nó rất là mềm mịn mà mát, mặt rất là mượt. Và đây là lụa Nhật Bản, nó không nhăn các bạn nhé. Nó mềm nhưng lại không nhăn. Lụa cho nên không nhăn, lụa là mà. Đó, và nó rất là trang nhã. Các bạn mặc với rất nhiều các cái quần, các bạn phối với rất nhiều các loại quần, từ quần lửng cho đến quần jean, cho đến quần kaki, tất cả các loại quần. Và nó lại rất là lịch sự để các bạn đến rất nhiều cái không gian. Sáng đi làm, trưa về đi ăn cưới, chiều về đi họp, tối về đi chơi người yêu. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, và nếu các bạn đến vicento.vn, các bạn nhớ cho mình là các bạn được tặng quà quanh năm và giảm giá suốt tháng. Và nếu các bạn mà thành lập combo thì các bạn nên lựa chọn, bởi vì combo các bạn lựa chọn càng nhiều thì giảm giá càng lớn. Các bạn mua combo càng to thì quà tặng lại càng lớn. Còn nếu các bạn đến 240 Kim Mã, nhớ đọc tên Vlog Minh Hải để các bạn được giảm thêm một lần nữa. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300. Đấy, ngoài ra thì chúng mình còn có một sản phẩm nữa. Đó là một cái sản phẩm mà chắc là các bạn cũng đã nghe đâu đó rồi. Đó là ổ cắm điện Manhouse C4. Con C4 này là giá bây giờ là 339.000. Các bạn nhớ nhé, 339.000. Và nếu các bạn mua 2 chiếc thì giá là còn là 639.000 thôi. Đây là cái giá chỉ dành cho Vlog Minh Hải các bạn nhé. Nó vẫn là con Manhouse C4 ngày xưa, vẫn là con huyền thoại. Bên Manhouse V8 và C4 là nó giống nhau. Nó giống nhau về rất nhiều thứ. Nó chỉ khác nhau một cái là con C4 là có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc, 2 cổng USB, 1 cổng Type-C. Đấy. Và nó vẫn được 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng và được các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Loại đồng là 3 ly, chịu được tải lên đến 4.000W và chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Ngoài ra thì nó còn có một, đây, cái anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat đây. Anh này thì dù các bạn đi chơi, đi làm, đi ngủ thì nó vẫn đứng ở đó để nó canh giữ cho các bạn cái ổ điện này. Không cho ổ điện này có bất cứ một nguy hiểm nào liên quan đến cháy nổ. Ở đâu có nguy hiểm, ở đâu có điểm nóng, ngay lập tức nó xông ra, nó can thiệp ngay. Nó cắt toàn bộ nguồn điện để bảo toàn cho cái ổ điện này. Ổ điện này không xảy ra cháy nổ, tức là gia đình nhà các bạn sẽ bình yên. Bình yên cho gia đình là bình yên cho bố mẹ của chúng ta, cho vợ con của chúng ta. Các bạn nhớ nhé, nó là 339.000 một chiếc. Nhưng các bạn mua combo thì giá của nó là 639.000. Đó, các bạn thấy không? Đấy là một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn, rất muốn chia sẻ với các bạn về sản phẩm này. Nó cực kỳ tốt luôn. Đó. Các bạn nhớ nhá, còn cái V8 nếu các bạn đặt bây giờ hình như hàng cũng đang sắp hết rồi. Các bạn đặt thì đặt sớm, còn nếu không thì nếu mà các bạn vẫn muốn thì các bạn sử dụng. Cái này thì nó rất là nhỏ. Các bạn tưởng tượng đặt trên nồi lẩu, đặt ở trên bàn lẩu. Các bạn nhìn thấy nó vừa đẹp mà nó lại vừa không bị thô.
cực kỳ xịn luôn. Cái này cắm 2-3 nồi lẩu ăn tẹt ga luôn. Số điện thoại mình để trên logo các bạn nhé, 0889333300, và website là menhouse.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép là trả lời các bạn thêm khoảng tầm 5-7 câu hỏi nữa. Sau đó là Minh Hải xin phép là nghỉ ngơi một chút. Lê Huy Nam có nói là: anh ơi, bác sĩ Choi thật là tuyệt vời anh ạ. Đợt này sang Indonesia em hơi lo cho đội tuyển. Indonesia mạnh hơn nhiều nhờ nhập tịch. Chắc mình hy vọng về Mỹ Đình thôi anh nhỉ. À không, à, mình nghĩ là trận đấu này chúng ta vẫn phải chơi tốt. Trận đấu này nếu mà chúng ta có một trận hòa thì chúng ta sẽ có thành công. Bạn Notorious có nói là: ổ cắm đắt thế anh Hải, không xứng đáng giá tiền đâu ạ. Ok, nếu mà bạn cảm thấy nó không xứng đáng thì các bạn cứ đi mua đồ rẻ. Mình thì cái này là mình không dám can thiệp. Số lượng người xem của chúng ta đang rất đông, đã có những lúc trên 12.000 người xem cùng một lúc. Nhưng mà số lượng người like bây giờ đang hơi ít. Các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Các bạn đăng ký luôn cho mình để mình xem nào. Số lượng người xem bây giờ đang là hơn 10.000 người. Số lượng người like bây giờ chưa bằng 1/4. Duy Mạnh bị căng cơ nhé bạn Duy Anh nhé. Duy Mạnh bị căng cơ. Nếu bạn đấy cố gắng chơi thì bạn đấy có thể bị rách cơ. Mình cũng mới trở lại sau rách cơ. Bạn Đồng Lê Channel có nói là: cái dây ổ điện của anh cắm là bao nhiêu? Cái dây này là nó có tùy từng loại. Nó có loại là 3m, có loại là 2m, có loại là 1m rưỡi. Con này là khoảng tầm 2m bạn ạ. Con này khoảng 2m. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Minh Khởi Nguyễn có hỏi là: anh Hải cho em hỏi, huấn luyện viên Gong Okun trở lại Việt Nam làm việc đúng không? FPT đưa tin đó. Mình có nghe thấy là ông Gong Okun có thể làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Hòa Bình, nhưng mà bây giờ thì chưa có thông tin gì là chắc chắn cả. Bạn Thân Huy có hỏi: anh Hải có nhận học trò không anh? Mình không bao giờ dám nghĩ là mình làm thầy. Mình không dám làm thầy ai cả. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm em thì các bạn cứ đến. Nếu mà trong trường hợp ok được thì anh em mình sẽ chia sẻ với nhau. Khánh Trung, anh 51 tuổi, chưa bao giờ thấy đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn như lúc như thế này. Các cầu thủ trụ cột gặp nhiều chấn thương đến thế, và phải nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa triệt để lối đá bạo lực ở V-League, Minh Hải. À, ngày mai em sẽ nói câu chuyện này. Ngày mai em sẽ nói là thực sự bóng đá Việt Nam có cơ hội gì ở Đông Nam Á hay không. Rồi chúng ta sẽ xử lý như thế nào với những cái tình hình chấn thương như này. Và chúng ta sẽ tiếp cận dưới góc độ trận đấu của Việt Nam Indonesia ra sao. Thì hôm nay mình nói với các bạn nhé. Bạn Lê Văn Thịnh có nói là: Công Phượng bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam, Minh Hải nghĩ thế nào? Nếu như bạn ấy không bị chấn thương thì chúng ta mới nghĩ. Chứ còn Công Phượng bị chấn thương thì nghĩ gì nữa? Ốm tha già thải, đúng không ạ? Các bạn bị ốm thì phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao được. Sơn Black, lâu lắm em mới xem anh live, bận quá, em toàn xem video của anh. Em chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn Sơn Black. Đúng là lâu rồi mình mới đọc được cái tên Sơn Black thật. MC Minh Chí, anh Hải có cảm nhận sau hai trận đấu với Indonesia thì huấn luyện viên Trường có bay ghế không? Mình không mong muốn huấn luyện viên Philip Chu Xê bay ghế. Bởi vì nếu mà ông Philip Chu Xê bay ghế thì điều đấy có nghĩa rằng đội tuyển của chúng ta bị Indonesia loại. Và như thế thì chỉ thật sự là bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ quá tệ. Mình nghĩ là trận đấu lượt đi chúng ta hòa thì trận đấu lượt về chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua họ. Trung Kiên Đặng, Hải có lo trận đấu tới không? Em phải nói là em rất lo chứ không phải là lo. Em cực kỳ lo luôn. Các bạn nhớ nhé, ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vlog Minh Hải ở bên Indonesia này, chúng mình sẽ làm rất nhiều thông tin, rất nhiều những câu chuyện bên lề. Các bạn hãy cùng follow tất cả các hệ thống, ví dụ như là page của mình này, hay top của mình nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi bây giờ thì Minh Hải xin phép ngừng luồng live stream ở đây, nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào.